hết đau xương khớp bằng khế và mật ong. Nguyên liệu: khế chua và mật ong. Công dụng: bài thuốc này có chức năng giảm đau và kháng viêm. Ngoài ra nó còn có thể giúp bạn giảm cân, ngừa tim mạch, kháng khuẩn. Cách làm: rửa sạch khế, để ráo nước, cắt bỏ cuốn và rìa khế, thái lát nhỏ, đặt khế trong lọ thủy tinh, trộn với mật ong, đậy nắp lại, để trong ngăn mát tủ lạnh từ 3 đến 5 ngày. Cách sử dụng: mỗi ngày bạn uống 2 cho đến 3 thìa cà phê hoặc pha với nước ấm. Liệu trình á, bạn có thể uống bất cứ thời điểm nào trong ngày từ 1 cho đến 2 ly. Để cho bài thuốc này đó phát huy được công năng điều trị bệnh, càng hạn chế rượu bia, bỏ luôn càng tốt. Không sử dụng nội tạng động vật, thịt đỏ, thịt đã qua chế biến và những sản phẩm từ sữa, vì những thức ăn này đó làm cho đau nhức và khó tiêu. Chúc các bạn thành công, có được sức khỏe an lành. Nam mô Bồ Đề Giác.